Hello anh em, chào mừng anh em quay lại video ngày 9 tháng 6 trên kênh em Hiếu Cần Nhật nha. Trưa hôm nay em lên cho anh một vài mẫu cần ISO giá rẻ, cần dây trong, câu ngâm và một vài mẫu máy giá rẻ nha. Nay cuối tuần thì em lên số lượng cần là hơi nhiều, anh em xem thì dành chút thời gian là xem kỹ hơn nhiều hơn nha. Bên em thì bán hàng qua kênh YouTube là Hiếu Cần Nhật, fanpage Facebook là Hiếu Cần Nhật, hơn 4,6 người theo dõi. Anh em có thể lên đây tham khảo một hàng ngày nha. Em có một hàng ngày ở đây, anh em lên tham khảo này. Rồi, còn Zalo của em là 0963195841. Em chỉ thay duy nhất một Zalo thôi nha. Bên em đi đơn đồng giá 30k một 30k trên một sản phẩm, anh em mua từ hai sản phẩm trở lên, bên em bao ship nha. Hoặc là chuyển khoản 100% tiền hàng, bên em cũng bao ship luôn. Rồi. Đầu tiên em lên cho anh 3 hộp dây dù. Mỗi loại thì còn đó 2 hộp nha. Size là 0.25mm, 0.3 với 0.5. Đây. Thông số thì dài 50m này. Đây. Đây là thanh lý 50k một hộp, 50k một hộp nha. Cái này không bao ship nha. Anh em mua trong phòng bao ship ở đây được. Rồi. Dây dù X8 6.7 chấm. Size thực là 0.45 với 0.44mm này. Hàng nội địa Nhật. Rồi. Máy này em thanh lý anh em 100k một hộp này. Tiếp theo là dây cước nano. Đây. Nano được cái giờ này anh em hỏi nhiều, bán cũng nhanh. Em ngồi đó được vài hộp đây, 0.35 và 0.25 nha. Thông số thì không đều là 100m, 0.35 thì kéo 15 kg, còn 0.25 thì kéo 8 kg nha. Đây. Có tem chống hàng giả thật luôn nha. Rồi, vẫn là chuyên mục và Shimano Batera. Đây. 250m. Kích thước là 0.22mm. Kéo tải người là bao. Đó. Máy này thì sale đồng giá 100k một hộp luôn, một bịch luôn. Hàng mới chưa xếp bọc, em xé một cuộn làm mẫu để lấy mẫu cho anh em xem này. Hôm nay sau này là hết bán rồi đó, hôm nay sau này để làm mẫu luôn rồi đó, hết bán á. Còn khi nào này, kẹt quá thì chắc cũng giảm giá bán cho anh em luôn. 100k một bịch, 250m. Rồi, tiếp theo em có một con máy Lance GP2000, máy giá rẻ này. Em này thì tình trạng là hoạt động bình thường này. Nó chỉ bị một cái lỗi nhỏ là không gấp tới gấp được thôi nha. Em này thì thanh lý cho em 300k này. Rồi. Em có một con Daiwa 3500. Hàng lướt nha. Tổng quan nó mới trên 90%. Đây. Em đây là hàng Việt Nam xuất Nhật nha. Em này chưa vô dây. Rồi, em này đi hàng lướt để anh em mình 500k. Anh em về trải nghiệm máy 3500 đại qua. Tiếp theo là con Abeto 4000 của nhà Shimano này. Cái này thì vào sàn dây rồi nha. Hàng Malaysia xuất Nhật. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Đồ trái phải được hết nha. Rồi, em này sale đồng giá anh em luôn, 500k một con này. Máy hoạt động trêm. Còn sàn giá cho anh em mình mua về để chơi thôi, còn em về thay lại giá khác anh em chơi nha. Rồi, hôm nay em lên cho anh em 5 cây ISO khoan nhỏ giá rẻ nha. Cây đầu tiên là cây Olympic này. Em này chất liệu phíp nha. Rồi, 39, cứng 0.6,
cân nặng 185g còn 0.7. đây bát Fuji, khoen Fuji luôn nha. Em này để anh em mình giá là 250 nha, 39 cân 0.6, 250. Rồi tiếp theo một em Master 4,5 m cứng 1.5, cân nặng 200g, ngòn 1.8. em này thì anh em về hạ cần tay chơi được nha. Em này thì nó bị có một cái dở là rất hết lỗi rồi, nên là cái đây anh em mua và xác định mua thì hạ cần tay chơi thôi nha. Thanh lý của anh em con này rẻ thôi, 300k. Do thôi giờ mấy cái loại đây không có thể thay, nên là thanh lý cho anh em hạ cần tay chơi. Và anh em muốn hạ luôn thì anh em cứ cọc em hạ xong em gửi thôi, em hạ vào đi luôn cho. Cái này nếu mà hạ cần tay thì độ cứng nó rơi vào tầm khoảng từ 3 đến 4 hát nha. Rồi tiếp theo một em Isho khoen bé Ekushima của nhà Ryobi nha. Em này thì bên ngoài hơi bụi, em chưa lau, khi nào gửi đi em lau sạch sẽ cho anh em coi nha. Em này thì bát Fuji, khoen Fuji luôn nha, loại xứ xám. Em này có thông số là 5m4, cứng 1.5, cân nặng 240g, ngọn 1.3. Cái này bên trong thì còn khá là mới nha, ít bị chạy xước. Rồi em này thì để anh em mình giá 500k nha, một em Ryobi. Em tiếp theo một em Rogrip này. Em này thì bát Fuji, khoen Fuji luôn nha. Em này thì thông số là 5m4, cứng 1.5, nặng 215g, ngọn 0.7. Bên trong ở đây chuột ngọn không, chứ ngọn đây anh em thích sự rê rê vậy vậy là ok luôn nha. Bên trong còn khá là mới nha. Anh em để anh em con này 500 luôn nha. Đây. Hoặc anh em muốn hạ cần tay thì cứ alo em hỗ trợ hạ cần tay free cho anh em. Em tiếp theo Volen Renche, bát Fuji, khoen Fuji. Thông số thì 5m4, cứng 2, nặng 240g, ngọn 1.6. Có hỗ trợ hạ tay cho anh em muốn hạ tay cứ alo thôi. Đây. Trắng trèo khá đẹp nha. Rồi em này để anh em mình giá 500 luôn này. Rồi tiếp theo là em đem cho anh em một số cây dây trong nha. Cây đầu tiên là hai khúc dây trong Intermaster. Đây anh em thích sự nhỏ gọn thì em này thì 2m1, mỗi khúc dao động từ tầm 1m thôi nha, 1m nó hơn. Em này thì 2m1, độ cứng 20, cân nặng 160g, ngọn 2.3. Giá này là 4.5. Đây. Tiếp theo là một em đánh chiêu chiêu này, độ cứng thấp đây. Em này thì HX Interline, thông số là 2m3, cứng 30, cân nặng là 190g, ngọn 2.5. Em này của nhà Đại Qua. Còn phần như đây thì nó có không khúc ngắn là xoắn ít thay da này. Rồi em này để anh em mình giá là 550 nha. Đây em có hai cây dây ISO dây trong đây. Rồi em đầu tiên em ISO dây trong của nhà Shimano. Em này thì 5m3, độ cứng 2, cân nặng 200g, ngọn 2.8. Đây bên trong ở đây. Đây. Còn khá là đẹp nha. Hôm nay thì anh em nào quan tâm em để anh em mình giá là 900.
5m3 độ cứng 2. Tiếp theo là một em Isuzu trong. Em này thì Apeto Iso cùng của nhà Shimano. Em này là Indonesia xuất nhập này. Em này màu đẹp hơn một em kia, màu tím tím, nhìn rực rỡ hơn này. Bát Fuji. Em này thì 4m25, độ cứng 3. Cân nặng là 218g, ngọn 320. Em này ngắn hơn em kia nha, mà độ cứng em cao hơn. Còn giá tiền thì hai bằng nhau, đều được 900 hết. Đấy. Anh em thích dài cứng 2 hoặc là ngắn cứng 3 thì anh em cứ alo em. Đồng giá hai em là 900. Rồi, có một em hơi độc lạ một xíu là em này là hai khúc dây trong nha. Nhưng mà lên khoen để câu ngâm, lăn xe rồi cả tra rồi nha. Khoen ba chân này như khoen Fuji này. Lên cho mình thêm một bộ khoen gồm 2 4 6 khoen ba chân. Đó. Còn giá thì mình không đổi. Suzumi 2m4 cứng 50. Cân nặng 260g còn 280. Cả lên khoen thì để anh em con này 600 nha. Rồi, tiếp theo ba khúc công ngâm lăn xê New Way. Em này thì được trang bị cho mình là một cái bát Fuji, còn dàn khoen là khoen này làm lại rồi. Hai khúc cuối là khoen Fuji. Còn khoen ngọn thì là Fuji Xích nha. Khoen lá Fuji Xích này. Còn đầu tiên là khoen lá Fuji Xích. Đây. Là đi hai loại khoen khác nhau nha. Nhà khoen lá này, khoen lá Fuji này thì nó đắt hơn. Chắc là có người ta lúc nhập về chắc là làm lại luôn rồi. Thôi. Em này thì thông số là 3m, cứng 50. Cân nặng 250g, còn 2.8. Anh em mua con này thì khuyến mại cho anh một bộ khoen này luôn nha. Bộ khoen đi thằng kênh vào con luôn nè. Khuyến mại anh em luôn. Con này để anh em mình giá là 600k. Nhà khoen thì là 200k rồi. Tiếp theo là hai khúc công ngâm Hechi cậu bè. Hôm nay thì cắn này cắn bọc inox hay inox ta. Rồi. Hôm nay thì được trang bị một cái ngọn tháp đặt nha. Nên là độ cứng sẽ cao hơn. Rồi, em này là của nhà Ryobi này. Dài 2m1, độ cứng 20 đến 30. Cân nặng là 190g còn 1.8. Bát Fuji khoen đem qua bộ khoen nó thử nè. Khoen Fuji Xích lên nha. Này, bóng bậy luôn. Rồi, em này thì có một khoen Fuji Xích. Để anh em mình 550 nha. Em này để anh em 550 nha. Tiếp theo là hai khúc câu ngâm tra lăn xê bạo lực. Em này là 2m4, độ cứng 120. Cân nặng 430g còn 3.2. Đó. Em này bao cho anh em đánh bạo lực luôn nha. Cái này cả tra một nháy lên luôn, còn kéo vô cơ thì chắc hơi đuối thôi, còn cả tra là thoải mái. Rồi, em này thì để anh em mình giá là 1.4 triệu. Đây. Có bảo hiểm cần luôn nha. Tiếp theo, hai khúc câu ngâm lăn xê. Em này thì có ngọt sắp đặt này. Rồi, em này thì PY Hunter. Thông số là dài 2m4. Độ cứng rất là tầm 60 đến 80. Cân nặng em này là 330g, ngọn 2.6. Khoen là khoen Fuji. Bát Fuji luôn. Con này để anh em mình giá là 700k. Riêng em này thì 700k bao ship luôn nha. Rồi, đó là một vài mẫu cần ISO dây trong và một cần công ngâm lăn xê với một số máy dây giá rẻ. Anh em quan tâm mã nào thì cứ alo trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin Zalo cho em 0963 195 841 để em hỗ trợ thêm nha. Rồi, chúc anh một buổi trưa cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc, đi chiều đi câu thật nhiều cá nha. Hẹn gặp lại anh trong clip ngày hôm sau.